phá nát trung tâm tình báo Ukraine, diệt 250 quân. Ukraine tập trung quân ở miền Nam, chuẩn bị phản công lớn. Một trung tâm tình báo điện tử của Ukraine nằm ở khu định cư Brovary thuộc vùng Kiev đã bị tên lửa Nga tấn công, theo bản báo cáo ngày 10 tháng 3 trên kênh Telegram chính thức của Bộ Quốc phòng Nga. Cơ quan này cũng cho biết, các tên lửa Nga đã bắn trúng trung tâm điều phối đặc biệt của phương Tây, nằm gần thành phố Khmenitsky ở phía tây Ukraine. Báo cáo nêu rõ, lực lượng vũ trang Nga đã tiếp tục tấn công theo hướng Donetsk, loại bỏ hơn 250 quân nhân Ukraine, phá hủy hàng loạt thiết bị quân sự, bao gồm hai xe tăng. Quân đội Nga cũng tuyên bố đã phá hủy một kho đạn dược gần thành phố Bắc Mút, cùng một radar phản pháo ANTPQ-37 do Mỹ sản xuất. Ở hướng Kupiansk, các lực lượng Nga đã loại bỏ tới 70 binh sĩ Ukraine, đồng thời loại bỏ hoặc làm bị thương khoảng 140 binh sĩ ở hướng Krasniliman. Ở hướng Nam Donetsk và Zaporizhia, 95 binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Cùng lúc đó thì 60 người bị quân đội Nga loại bỏ ở hướng Kherson. Trong một bản cập nhật tương tự vào Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố loại bỏ 6 nhóm phá hoại và trinh sát ở khu vực Kharkov, bắn hạ một máy bay trực thăng Mi-8 của Ukraine gần làng Golubovka. Ukraine tập trung quân ở miền Nam, chuẩn bị phản công lớn. Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn TASS ngày 10 tháng 3, Ông Jevgeny Balitsky, quyền thống đốc chính quyền thân Nga tại vùng ly khai Zaporizhia ở miền nam Ukraine cho biết, một lực lượng đông đảo quân chính quy của Ukraine đã được ghi nhận tại khu vực này. Cụ thể, 40.000 binh sĩ Ukraine đã được nhìn thấy tại khu vực Priship thuộc quận Sinennikovo ở tỉnh Dnipropetrovsk. Khu vực này chỉ cách Melitopol, một trong những thành phố mục tiêu cho chiến dịch phản công của quân đội Ukraine khoảng 190 km. Sự xuất hiện của lực lượng đông đảo binh sĩ Ukraine tại khu vực miền Nam làm dấy lên câu hỏi về một cuộc phản công lớn có thể được kỳ ép tiến hành trong thời gian tới. Từ nhiều tháng nay, quân đội Ukraine được cho là đã chuẩn bị cho cuộc phản công giành lại lãnh thổ sau khi mùa đông qua đi. Hồi cuối tháng 12 năm 2022, bà Natalia Humeniuk, người phát ngôn Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine khẳng định, lực lượng này đang tích cực chuẩn bị để có thể giáng những đòn sấm sét vào phòng tuyến của Nga trong thời gian tới. Để đối phó từ đầu năm 2023, quân đội Nga đã đào thêm chiến hào và xây dựng nhiều công sự chiến đấu nhằm bảo vệ thành phố Melitopol. Trang Defense Express tiết lộ, hệ thống giao thông hào và chướng ngại vật dày đặc được dựng lên tại khu vực Tốc Mắc cùng với làng Kharkov và Ochere nơi cách tiền tuyến giao tranh khoảng 30 km. Ảnh vệ tinh ghi nhận các máy công trình và thiết bị công binh của Nga đã được điều động đến khu vực này từ giữa tháng 1 và công việc đầu tiên của lực lượng này là xây dựng các ụ chống tăng. Một số tuyến phòng thủ răng rồng cũng đã được ghi nhận. Tại một cửa ngõ khác là Khe Sân, tuyến phòng thủ tả ngạn sông Neper của Nga cũng được gia cố với nhiều đơn vị có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, cùng với đó là các trang thiết bị quân sự hạng nặng. Một số đoàn tàu bọc thép chở theo vũ khí và binh sĩ Nga cũng đã được nhìn thấy tại khu vực Zaporizhia trong thời gian qua. Sự xuất hiện của các đoàn tàu này cho thấy quân đội Nga đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo nguồn cung ứng hậu cần cho các phòng tuyến ở miền Nam. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc Ukraine tập trung 40.000 quân ở miền Nam có thể chỉ là một đòn nghi binh nhằm buộc Nga phân tán lực lượng, qua đó giảm sức ép lên những chảo lửa ở miền Đông như Bắc Mút hay Vuhledar. Chiến dịch phản công của Ukraine được cho là chưa thể bắt đầu do các binh sĩ nước này vẫn đang trong quá trình huấn luyện sử dụng vũ khí hạng nặng đặc biệt là xe tăng chiến đấu chủ lực do phương Tây viện trợ. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên. Nga tăng gấp đôi hệ thống trinh sát pháo binh penicillin ở Ukraine để vô hiệu hóa phương Tây. Nhiều tháng sau khi quân đội Nga lần đầu tiên triển khai hệ thống trinh sát âm thanh và hồng ngoại penicillin ở tiền tuyến, những hệ thống này sắp được tăng cường gấp đôi để phát hiện vị trí cũng như ngăn chặn hỏa lực của đối phương triển khai gấp đôi số lượng hệ thống trinh sát penicillin ở Ukraine. Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin riêng cho biết, các hệ thống trinh sát âm thanh và hồng ngoại penicillin của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng Ukraine đã được tăng gấp đôi. Nguồn tin cho biết, đến cuối năm nay, Nga có kế hoạch tăng gấp đôi số lượng tổ hợp penicillin ở Ukraine. Điều này sẽ làm tăng hiệu quả cuộc phản kích của quân đội Nga với pháo binh Ukraine. Người này nói thêm, hệ thống mang tên loại thuốc kháng sinh này đã được sử dụng gần như ngay từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt và đã chứng minh được hiệu quả trong chiến đấu, gồm cả cuộc chiến chống lại lựu pháo do nước ngoài chế tạo được quân đội Ukraine triển khai. Tuy nhiên, người này không tiết lộ cụ thể quân đội Nga đã sử dụng bao nhiêu hệ thống trinh sát penicillin ở Ukraine. Tháng 12 năm 2022, truyền thông Nga đưa tin quân đội Nga đang chuẩn bị triển khai hệ thống penicillin ở vùng chiến sự Ukraine. Vào thời điểm đó, truyền thông Nga nhấn mạnh, hệ thống được đưa vào hoạt động với trọng tâm đặc biệt là tham gia các hoạt động pháo phản kích. Một số báo cáo tuyên bố, hệ thống penicillin đã chứng minh được tính hiệu quả khi chống lại pháo binh của NATO tại Ukraine. Chẳng hạn các nguồn tin quân sự trước đó tuyên bố, penicillin đã gây ra tác động tàn phá khi cho phép quân đội Nga tấn công chính xác pháo tầm xa của Ukraine ở khoảng cách xa. Ngoài ra, các nguồn tin ở Nga còn tuyên bố, Nước này có thể bảo vệ pháo binh của họ và các radar đối kháng của Ukraine do Mỹ cung cấp sẽ bị các hệ thống phòng không với khả năng gây nhiễu và tác chiến điện tử đánh chặn. Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga không chính thức xác nhận thông tin trên, song diễn biến này xuất hiện vào thời điểm cả quân đội Nga và Ukraine được cho là đang vật lộn với tình trạng thiếu đạn dược và thương vong gia tăng trong trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở Bắc Mút. Ukraine đang dần được các đồng minh NATO cung cấp vũ khí, đặc biệt từ khi Mỹ thông báo gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu đô la Mỹ dành cho Kiev, trong đó có đạn dành cho hệ thống pháo phản lực HIMARS. Với việc Ukraine mở rộng kho vũ khí do phương Tây cung cấp, quân đội Nga cần phải để mắt đến các vị trí của đối phương, từ đó họ có thể tiến hành các cuộc tấn công. Câu trả lời của Nga với hệ thống HIMARS của Mỹ Hệ thống trinh sát âm thanh và hồng ngoại Penicillin do Viện Nghiên cứu Vector thuộc Công ty Cổ phần Quốc danh Russia Electronics của Nga phát triển và sản xuất. Hệ thống penicillin được thiết kế để phát hiện vị trí khai hỏa của tên lửa chiến thuật, phát hiện rocket và các hệ thống phòng không. Thời gian để định vị một mục tiêu được cho là không quá 5 giây. Vì lý do này, penicillin được dự đoán là câu trả lời của Nga với hệ thống HIMARS của Ukraine do Mỹ cung cấp. Theo nhà sản xuất, hệ thống penicillin hoạt động hiệu quả tại bất cứ thời điểm nào trong ngày, ở nhiệt độ từ âm 40 độ C đến 50 độ C. Penicillin có thể tự động hoạt động mà không cần kíp vận hành trong phạm vi 40 km. Quan trọng nhất, hệ thống trinh sát này của Nga kết hợp máy dò địa chấn, hình ảnh nhiệt và cảm biến âm thanh. Để cung cấp cho người vận hành tọa độ chính xác về vị trí của pháo binh đối phương, penicillin thu thập sóng âm và sóng nhiệt từ tiếng súng và vụ nổ. Một ưu điểm khác của penicillin là hệ thống phòng không dựa vào sóng vô tuyến. Khi hoạt động, nên sẽ không bị áp chế điện tử và không thể bị các phương tiện kỹ thuật vô tuyến của đối phương phát hiện. Hệ thống trinh sát penicillin được chế tạo năm 2017, đưa vào thử nghiệm năm 2018 và chính thức được biên chế trong quân đội Nga năm 2020. Trong bối cảnh Ukraine sử dụng hệ thống pháo binh được phương Tây cung cấp và máy bay không người lái được sửa đổi để tấn công các vị trí của Nga, hệ thống penicillin có thể là vũ khí giá trị trên chiến trường. Nga xây dựng tuyến phòng thủ kép ở Zaporizhia chặn đứng lực lượng Ukraine. Jevgeny Balitsky, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Zaporizhia cho biết, các lực lượng Nga đã chuẩn bị sẵn sàng các tuyến phòng thủ vững chắc ở vùng Zaporizhia và quân đội nước này sẵn sàng đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine. Balitsky nói với kênh truyền hình Russia 24 của Nga, Chúng tôi sẵn sàng đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine. Chúng tôi đã có tuyến phòng thủ kép khá mạnh mẽ. Quân đội báo cáo rằng họ đã sẵn sàng chiến đấu. Trước đó, Vladimir Rogov, ủy viên Hội đồng Chính quyền tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm và là chủ tịch phong trào chúng tôi sát cánh cùng Nga, nói rằng: Quân đội Ukraine đã tăng cường lực lượng ở khu vực Zaporizhia lên hơn 30 đến 32.000 binh sĩ để đẩy mạnh các hoạt động tấn công. Ông Rogov cho biết, quân đội Ukraine đang tập trung lực lượng để tấn công phần được giải phóng của khu vực Zaporizhia nhằm tiếp cận bờ biển Azov. Theo ông, cuộc phản công của Ukraine có thể diễn ra vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Ông Rogov nói, khoảng 3.500 binh sĩ Ukraine đã được đưa vào khu vực này chỉ trong vòng 3 ngày. Điều này diễn ra rất nhanh chóng. Khoảng 12.000 quân đã tập trung ở biên giới của khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhia để chuẩn bị cho một cuộc phản công. Nỗ lực tấn công này có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Renat Kacha, cố vấn của giám đốc điều hành Roger Anderwatom, công ty vận hành các nhà máy hạt nhân của Nga cho hay. Trong 3 tháng liên tiếp, Ukraine không tiến hành bất kỳ cuộc pháo kích nào vào xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nhưng điều này không có nghĩa là Kiev từ bỏ kế hoạch kiểm soát cơ sở này. Ông Kacha nói, Ukraine đã không nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia trong 3 tháng qua, nhưng vẫn tiếp tục chuẩn bị chiến dịch để chiếm nhà máy bằng vũ lực. Lực lượng vũ trang Ukraine đã thay đổi chiến thuật quan chức mỹ thừa nhận hệ thống patriot không hiệu quả khi đối phó uav của ukraine trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn cnn ông kirby nói rằng hệ thống phòng không patriot thực chất được thiết kế để đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo do vậy loại khí tài này sẽ không hiệu quả khi đối phó với tên lửa hành trình và chắc chắn là không thể hiệu quả trước các uav của nga ông kirby nói việc chống lại tên lửa siêu thanh của nga là cực kỳ khó do vậy bản thân tôi không lấy làm ngạc nhiên khi các đơn vị phòng không Ukraine bị hạn chế về khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh. Dù vậy, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ vẫn cho rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những chiến lược phòng không của họ. Theo CNN, tuyên bố về khả năng hạn chế khi đánh chặn tên lửa siêu thanh của quân đội Ukraine từ ông Kirby hoàn toàn có cơ sở. Khi cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine, ông Alexander Rodniansky cùng ngày cũng đưa ra nhận định tương tự. Ông Rodniansky cho hay, các hệ thống phòng không hiện nay của Ukraine không thể chống lại các tên lửa siêu thanh của Nga. Trong các cuộc tập kích được phía Nga thực hiện sáng 9 tháng 3, họ đã phóng tổng cộng 84 tên lửa vào nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine. Trong số tên lửa được phóng, có 6 tên lửa siêu thanh kinh Họ sử dụng chúng để xem hệ thống phòng không của chúng tôi sẽ đối phó như thế nào. Thật tiếc khi chúng tôi không đủ khả năng chống lại những loại vũ khí này. Ukraine tố Nga tấn công các cơ sở năng lượng ở vùng Zaporizhia khiến 20.000 ngôi nhà mất điện. Quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào tỉnh Zaporizhia cuối ngày 10 tháng 3 nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng theo chính quyền quân sự khu vực. Quyền thị trưởng thành phố Zaporizhia ông Anatoly Kutyev cho biết 20.000 ngôi nhà trong thành phố bị mất điện do vụ tấn công. Nhiều người dân không có nước và sửa ấm. Theo ông Kutyev, cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga cũng đã làm hư hại hai cơ sở giáo dục ở Zaporizhia, hiện chưa ghi nhận thương vong. Quan chức này cho biết thêm, điện, hệ thống sửa và nước trong thành phố đã được khôi phục một phần và công việc sửa chữa đang được tiến hành. Sáng ngày 9 tháng 3, Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất trong nhiều tháng, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng bị nhắm mục tiêu dẫn đến mất điện trên toàn quốc. Trong bản cập nhật tối ngày 9 tháng 3, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội nước này đã tiến hành 13 cuộc không kích nhằm vào các căn cứ tạm thời của Nga trong 24 giờ. Quân đội Ukraine cũng tấn công một trạm kiểm soát của Nga, hai trung tâm hậu cần, ba kho đạn dược, một hệ thống tác chiến điện tử và một tổ hợp tên lửa phòng không, theo Bộ Tổng tham mưu. Trong cuộc tấn công ồ ạt thứ 16 nhằm vào Ukraine, Nga đã phóng 84 tên lửa hành trình, 34 trong số đó đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ. Quân đội Nga cũng được cho là đã thực hiện 12 cuộc không kích, trong đó có 8 cuộc không kích bằng máy bay không người lái Shahid do Iran sản xuất. Một nửa trong số đó đã bị phá hủy. Ở tiền tuyến, quân đội Nga không ngừng cố gắng bao vây Bắc Mút và tiến sâu hơn vào biên giới hành chính của các vùng Donetsk và Lugan, bản cập nhật của Bộ Tổng tham mưu viết. Báo cáo lưu ý, các lực lượng Nga đang tập trung nỗ lực tiến hành các cuộc tấn công vào Kupiansk ở Kharkov, cũng như Liman, Bakhmut, Adyivka và Shatas ở Donetsk. Vùng ly khai Moldova giáp Ukraine tuyên bố phá âm mưu ám sát lãnh đạo Cơ quan an ninh Transnistria ngày 10 tháng 3 tuyên bố đã ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lãnh đạo của vùng ly khai Vadim Krasnoshensky cùng một số quan chức khác và đã bắt giữ các nghi phạm. Transnistria cáo buộc cơ quan an ninh Ukraine SBU đứng sau vụ việc, nhưng chưa cung cấp bằng chứng cho tuyên bố này. SBU sau đó bác bỏ thông tin trên, cáo buộc đây là động thái khiêu khích do Nga giàn dựng lên. Nga chưa lên tiếng về cáo buộc này. Ông Krasnoshevsky sau đó đã xuất hiện trên truyền hình, nói rằng cuộc tấn công bị ngăn chặn không chỉ nhằm vào các quan chức Chanistia mà còn người dân Tiraspol, thủ phủ của vùng ly khai. Ông cho biết, 6 người đóng giả làm người tị nạn Ukraine đã bị bắt và chính quyền đã thu giữ một chiếc ô tô chứa chất nổ. Transnistria là vùng đất hẹp nằm giữa sông Dnieper và biên giới Moldova, Ukraine, có dân số khoảng 500.000 người. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, khu vực này đòi ly khai khỏi Moldova, châm ngòi cho cuộc xung đột quân sự vào tháng 3 năm 1992 và kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7 năm 1992. Nga đã đưa lực lượng gìn giữ hòa bình với quân số không quá 1.500 người đến Transnistria để hỗ trợ những người ly khai thân Nga trong hàng chục năm qua. Tháng trước, Nga cáo buộc Ukraine đang chuẩn bị cho hoạt động kế hoạch tấn công đối với Transnistria. Moscow cho biết họ sẽ coi bất kỳ hành động nào đe dọa lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đóng tại Transnistria là một cuộc tấn công vào chính Nga. Cả Ukraine và Moldova đều bác bỏ thông tin trên. Quan hệ nga moldova có xu hướng leo thang sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hơn một năm qua. Tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Moldova có thể trở thành Ukraine thứ hai với tư tưởng chống Moscow. Moldova sau đó đã chỉ trích nhận định này. Hé lộ uy lực kinh hoàng của hai tên lửa Nga mà Ukraine thừa nhận không thể đánh chặn. Đêm mùng 9, dạng sáng ngày mùng 10 tháng 3, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tập kích đường không quy mô lớn với loạt tên lửa được bắn vào nhiều mục tiêu năng lượng và dân sự của Ukraine. Lực lượng phòng không Ukraine sau đó tuyên bố đã bắn hạ 34 tên lửa của Nga. Tuy nhiên, theo Đại tá Yuri Inat, người phát ngôn của không quân Ukraine, các vũ khí hiện có trong biên chế quân đội Ukraine không có khả năng đánh chặn hai loại tên lửa được Nga sử dụng trong trận tập kích hôm 10 tháng 3. Đó là tên lửa siêu thanh Kinzhan, cùng với sát thủ tàu sân bay Kh-22. Ông Inat chia sẻ, Các tổ hợp phòng không của chúng ta có khả năng đánh chặn nhiều loại tên lửa hành trình. Tuy nhiên chúng ta không thể chống lại được các tên lửa Kinzhan và Kh-22 vì chúng bay theo quỹ đạo đạn đạo và các tổ hợp phòng không hiện tại của Ukraine thì không có đủ năng lực đánh chặn. Tên lửa giao găm Kinzhan Kinzhan giao găm là một loại tên lửa siêu vượt âm của Nga. Truyền thông Nga tuyên bố tên lửa Kinzhan có tầm bắn là khoảng 2.000 km, tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh, khoảng hơn 12.000 km một giờ, khiến việc đánh chặn gần như là không thể. Tên lửa có thể mang theo đầu đạn thông thường nặng 500 kg hoặc đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ là từ 100 đến 500 kt. Đây là một trong sáu vũ khí chiến lược được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong thông điệp liên bang vào năm 2018. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần khẳng định Tên lửa Kinzhan vô hình và được coi là bất khả chiến bại với bất cứ hệ thống phòng không chống tên lửa nào của đối phương. Phát biểu tại cuộc họp với các tùy viên quân sự nước ngoài hồi tháng 12 năm 2022, Đại tướng Valery Gerasimov của Nga nhấn mạnh, hệ thống tên lửa Kinzhan đã chứng minh hiệu quả cao và khả năng bất khả xâm phạm đối với các hệ thống phòng không được triển khai ở Ukraine. Trước đó vào tháng 11 năm 2022, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng cảnh báo Nguy cơ bị tấn công bởi các tên lửa Kinzhan từ các chiến đấu cơ MiG-31 của Nga ở lãnh thổ Belarus. Quân đội Nga được cho là đang duy trì một phi đội đông đảo tiêm kích MiG-31 tại các sân bay quân sự Machulisti và Baranovichi tại Belarus. Nhận xét về uy lực của tên lửa Kinzhan, các chuyên gia đến từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho biết Nga đã phát triển loại tên lửa độc đáo này nhằm dễ dàng tập kích các cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương. Tốc độ cao kết hợp với quỹ đạo bay khó lường cùng khả năng cơ động vượt trội khiến cho việc đánh chặn tên lửa gặp rất nhiều khó khăn. Theo giới quan sát, việc đưa tên lửa Kinzhan tham chiến hôm 8 tháng 3 cho thấy quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật tập kích Ukraine. Thời gian tới, Moscow có thể thay đổi sử dụng loại vũ khí có uy lực và tốc độ đáng gờm này để đối phó với hệ thống phòng không ngày càng được tăng cường của Kiev. Sát thủ tàu sân bay KH-22 Raduga KH-22 là tên lửa chống hạm cỡ lớn được phát triển từ thời Liên Xô. Với khối lượng là gần 6 tấn, chiều dài là 11,6 mét, tên lửa này có thể mang theo đầu đạn thường hoặc một đầu đạn hạt nhân với sức công phá lên tới 1.000 kt. Sử dụng một động cơ nhiên liệu lỏng, KH-22 có thể bay với tốc độ tối đa là 5.600 km h gần gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Tầm bắn của tên lửa này đạt khoảng 600 km. Ngoài ra, nhiều phiên bản cải tiến của KH-22 cũng được trang bị hệ thống radar kết hợp định vị tiên tiến, cho phép nó di chuyển linh hoạt và tấn công mục tiêu một cách chính xác hơn. Với uy lực và tính năng vượt trội, KH-22 được giới quan sát quân sự mệnh danh là sát thủ tàu sân bay. Một số tờ báo của phương Tây thậm chí còn miêu tả tên lửa này như là một vũ khí khủng khiếp ở mọi giới hạn. Các nhà khoa học và kỹ sư Liên Xô chịu trách nhiệm chế tạo KH-22 tiết lộ. Loại vũ khí này được thiết kế để đối phó với các nhóm tác chiến tàu sân bay của đối phương. Tại Ukraine, Nga đã bắt đầu sử dụng tên lửa KH-22 để tập kích các mục tiêu cỡ lớn của Kiev nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt tên lửa hành trình có độ chính xác cao. Sự thay đổi mang tính tình thế này của Moscow đã mang đến hiệu quả bất ngờ. Vào tháng 1 năm 2023, tướng Nikolai Olesuk, tư lệnh không quân Ukraine thừa nhận, trong gần một năm chiến sự, Nga đã phóng hơn 200 tên lửa chống hạm KH-22, nhưng Ukraine chưa bắn rơi được bất cứ quả nào. Các chuyên gia cho rằng uy lực của tên lửa hành trình KH-22 cũng như Kinzhan cho thấy tầm quan trọng của việc viện trợ các tổ hợp phòng không hiện đại của phương Tây cho Ukraine vào năm 2022, Mỹ cùng các đồng minh NATO đã cam kết sẽ chuyển giao các tổ hợp Patriot cùng NASAM cho Kiev. Các vũ khí hiện đại này hiện đang được khẩn trương huấn luyện cho binh sĩ Ukraine và sẽ sớm được đưa vào tham chiến.